cái I am a broccoli. Con nói tiếng Việt đi, con đừng nói tiếng Anh. Okay. Con phải nói làm sao? Hả? Con nói con. Xin chào cả nhà. Đúng rồi. Hôm nay con đi Berkeley. Con đi Berkeley ha. Huh? Hôm nay mẹ dẫn đều đi Berkeley nè. Đây là một cái gần cái thành phố gọi là Berkeley. Ở trên đây có một cái trường đại học rất là nổi tiếng, đây là Berkeley. Anh Tự ơi, sao mẹ nhanh lên. Thường là con phải sắp sửa tới mùa hè rồi, là hai mẹ con là sẽ tìm những chỗ đi cuối tuần. Và đây là một trong những cái thành phố mà nó gần công trình của công ty, cho nên hôm nay sẽ dẫn Thiên Tử đi. Ok con, tiếp tục, come on. Bây giờ đầu tiên là cái chặng đường đầu tiên của hai mẹ con vừa rồi á, là tiệm bánh. Nhưng mà bây giờ Thiên Tử đang đói bụng, cho nên phải cho Thiên Tử ăn trước. Thiên Tử ơi, con muốn ăn gì? Ramen? No. Let's go ramen. No. Hai này con muốn ăn đồ Thái, đồ Việt. Can we go to coffee first? Ok, let's go. Starbucks? No. Can we go to Starbucks? Let's go here, con. Mình sẽ đi ăn trước đi. Rồi sau đó mẹ sẽ mua cho con đồ dessert, ok? Can we go to Starbucks? Starbucks mình không cần đi, lát mình đi, nhá. Yeah? Let's go. Rồi. Con sẽ ăn Korean food đi. Korean là đồ ăn gì? Bây giờ sẽ dẫn Thiên Tử đi ăn đồ ăn Korean là người... người gì đó? Người Hàn. Bây giờ sẽ dẫn Thiên Tử đi ăn tới cái chỗ nhà hàng Hàn Quốc này nè. Thật sự Tiên và Thiên Tử có một cái gọi là hai mẹ con có một cái điều điểm giống nhau là thích ăn mặn. Ồ, oh, cái đó là đồ ăn ở đây á, trong khu này nhiều nhà hàng lắm, mà mỗi một nhà hàng là nó có một cái ở đây là những cái nhà hàng quốc tế, như là mình có nhà hàng người Hoa, người Hoa, người Italy, người Ý, rồi người Korean, là lạ một cái, người Thái lạ một cái, thì lại không thấy một cái nhà hàng Việt nào ở trong đây nha. Là nó cũng hơi gì lạ. Hy vọng là nếu có ai đó sẽ mở nhà hàng Việt. Let's go down here, con. Oh, hi guys. Today I at the Japanese restaurant. Today I am gonna eat. Look, I have my cold. Đang dẫn Thiên Tử đi tới nhà hàng Nhật. Là nhà hàng Nhật ở đây nó giống như là bên Nhật, nó rất là nhỏ. Và nó ghế ngồi của nó thì là những cái ghế ngồi như thế này nè. Đó. Đây là cái bếp. Sở dĩ bây giờ chưa có khách, hoặc là bây giờ ở đây á, người ta to go mang đi nhiều, mang về nhà nhiều, chứ không có ăn tại chỗ. Riêng hai mẹ con thì đang đi dạo cho nên phải ngồi xuống ăn thôi à. Wow. Like a waterfall. Is it good? Yeah. Đây là ramen người Nhật thế, chỉ vậy thôi. Rồi. You like it, guys? Đâu, mẹ Thiên Tử vừa nhẹ thôi, Thiên Tử làm gì? Rồi thôi đủ rồi. Con quay gì ghê quá. Wow.